Tiếp theo là combo số 31 nha quý vị. Combo này có 10 cây sâm hương, 300 bao của ship toàn quốc ha. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển trước 100k nha quý vị. Còn lại 200 shipper thu hộ hả quý vị ha. Cái bầu này nó to vậy, tôi gọt lại nhỏ xíu vậy ha. Về quý vị, về cây nhỏ vậy nè, nhỏ xíu mà lùng xịt vậy nè. Về ép vô những cái chậu nhỏ nhỏ vậy nè. Tông này là đưa vô đây nè. Đó, đưa vô vậy luôn á, chơi nó mới dễ thương. Đó, dễ lắm nha quý vị, không có gì khó chứ. Có những clip tôi tư vấn ép chậu quý vị cứ kéo lên kéo xuống, nó xem cái clip nào đó quý vị về cứ làm y chang vậy đó. Đây cây số 1 nè. Có lông bò cụng dưới ha. Phóng to ra cho quý vị coi nha. Cái này gọi là siêu mini, là nhỏ xíu thì siêu luôn nha quý vị. Một cây, hai cây, ba cây, mấy cây này nó cái chà nó ép vô giống vậy nè. Đó, chà nó đó, chàng vô mấy cây tôi đang ép đó vậy đó. Ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây. Cái này cái cổ thụ gom nhỏ luôn nha quý vị. 8 cây, 9 cây, 10 cây đó. Ây da, trời ơi. Rồi 10 cây nha quý vị, 300 xuống luôn quý vị ơi. Không có thời gian bán hàng luôn đó quý vị ơi.